Tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, năm 2021 Tân Sửu năm Mạng, thái tuế cướp của cải, tài lộc tan biến, tán gia bại sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Nam Mạng Canh Tuất với nạp âm hành kim, do can canh là kim ghép với chi tuất là thổ. Thổ sinh nhập kim, nam âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Canh Tuất thuộc mẫu người sắc sảo, quyền biến, cứng rắn, độc đoán nên dễ trở thành độc tài khi nắm quyền trong tay. Họ là mẫu người sống khép kín, ít cởi mở nên khá cô đơn trong sự nghiệp cũng như trong tình cảm. Đặc tính của can canh, canh cô mộ quả, thêm tính chất của chi tuất dưới ảnh hưởng của chòm sao niên dương, nằm ở Tây Bắc hoàng đạo, tính đa năng, trung thực, hào hiệp, hào phóng, phân minh về tiền bạc, coi bạn bè như người thân thuộc, phần lớn sớm xa gia đình. Bước vào năm 2021, nam mạng tuổi Canh Tuất sẽ gặp khá nhiều biến động không tốt về mọi mặt do có sự xuất hiện của các hung tinh. Vì thế, để tìm hiểu chi tiết về diễn biến vận trình của tuổi Canh Tuất trong năm 2021, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Tuất trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 Tân Sửu, nam mạng tuổi Tuất, sinh năm 1970, có quan hệ tương hình với thái tuế, hình thành kiếp tài và thương quan với thái tuế. Vì vậy mà Canh Tuất có điểm không hòa thuận với anh em, bạn bè, dễ bị lôi kéo dẫn đến tốn kém tiền bạc. Trường hợp nghiêm trọng còn có thể xảy ra kiện tụng. Vốn dĩ sức khỏe bản mệnh không tốt, dễ xảy ra xung đột thân thể, có thương tích. Năm 2021, nam Canh Tuất bước vào tuổi 51, phạm năm thái tuế, không những khó bảo vệ bản thân mà còn liên lụy cả những người thân cận, nhất định không được bất cẩn. Theo tử vi tuổi Tuất, năm 2021, hung tinh có thể khiến bạn phải hứng chịu cơn bão dư luận thị phi, vì vậy phải hết sức cảnh giác và từ mồm mà ra, tốt nhất không nên làm anh hùng bàn tín trên mạng xã hội. Đồng thời, hãy chăm sóc cơ thể của bạn, đừng quá hy vọng vào việc kiếm được nhiều tiền trong năm nay, miễn là giữ cho cơ thể khỏe mạnh và gia đình ấm êm là được. Nhìn chung, có thể thấy năm 2021 đối với nam mạng Canh Tuất không hề thuận lợi. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế để được quý thần trợ giúp hóa giải những tai ương không đáng có. Những ai biết đến thái tuế mà nghênh đón ngày luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế thì sẽ được may mắn, bình an. Ai mà không biết phạm phải, khinh thường, không để ý hoặc xúc phạm đến thần linh thì sẽ bị hại hoại. Sự nghiệp, sức khỏe tiêu tan, tài lộc mất hết. Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế để được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi năm 2021 tuổi Canh Tuất nam mạng, chúng ta sẽ dựa vào các sao chiếu mệnh theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, để giúp quý vị và các bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Về mặt sự nghiệp, tuổi Canh Tuất năm 2021 gặp thái tuế hãm thương quan. Thương quan chủ về sự hung họa, rất có thể bị đối thủ chơi xấu. Bản mệnh khá thụ động, sẽ nảy sinh mâu thuẫn với lãnh đạo và sếp, có mối quan hệ khó hòa hợp. Cụ thể, nam Canh Tuất trong công việc sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức, nhất là vận đen
ý tưởng thoái thác sẽ nảy mầm bất cứ lúc nào. Có vô số việc phải giải quyết mỗi ngày, cấp dưới chủ chốt làm không tốt, sếp làm sai, bạn là người đi sau để dọn dẹp mối hỗn độn. Điều đáng chú ý là trong những năm hung như năm 2021, bạn vẫn có thể bị tiểu nhân hãm hại. Bởi vậy, nên hạn chế nói xấu sau lưng người khác, kẻo chuyện bé xé ra to. Thầy Gia Cát khuyên nam mạng tuổi Canh Tuất cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để có thể hóa giải các vận hạn trong năm. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, giúp bạn hòa hợp với đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Bên cạnh đó, vòng còn như quý nhân phù trợ và đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp cho bản mệnh. Về mặt tài lộc, nam mạng tuổi Canh Tuất trong năm Thái Tuế rất dễ rơi vào cảnh tiền mất, tật mang, đặc biệt đến từ chính những mối quan hệ anh em, bạn bè. Bản mệnh có thể rơi vào bẫy lừa đảo, cần phải hết sức cảnh giác. Trong kinh doanh, bản mệnh đừng quá tham lam, lợi nhuận cao, hãy tập trung vào một quỹ ổn định. Đối với những sản phẩm tài chính không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tốt nhất không nên đầu tư kẻo bị lỗ nặng. Đồng thời, trong năm người thân, bạn bè hay tìm gặp để vay tiền, thay vì cả nể cho mượn, tốt nhất là nên từ chối khéo để tránh trường hợp tiền muốn đi không trở lại. Sự nghiệp không phát triển, cộng thêm do ảnh hưởng của Thái Tuế khiến con đường tài lộc của con giáp đi xuống rất nhiều. Để có thể tăng may mắn và chiêu tài lộc, tuổi Canh Tuất hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang pháp khí này bên mình hàng ngày sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Canh Tuất. Đồng thời, Bát Bảo Tâm Kinh còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ. Về mặt tình duyên, năm 2021 Tân Sửu với người tuổi Tuất thì không có đào hoa tinh tọa mạng, lại gặp phải bố cục phạm hình với Thái Tuế. Tuổi Canh Tuất có khả năng bị động với người khác do tính cách cứng đầu và chân thật của mình. Những người độc thân khó gặp được người khác giới phù hợp. Đối với những người đã có gia đình, tình cảm vợ chồng sẽ gặp phải nhiều chuyện phức tạp hay thay đổi, sẽ gặp nhiều chuyện không như ý, thường xuyên cãi vã, chiến tranh lạnh. Đối với các mối quan hệ với người thân, bạn bè, bản mệnh trở nên cứng nhắc, thậm chí còn có thể dẫn đến kiện tụng vì các vấn đề về quyền lợi. Chính vì vậy, để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm, giúp những người độc thân sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, do chịu ảnh hưởng của sao Thái Tuế trong năm Tân Sửu, nam mạng Canh Tuất rất dễ vì xung đột mà khiến thể chất bị tổn thương, ảnh hưởng đến mô cơ, thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng đến mạch máu não. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú ý đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là lưu ý nên cẩn thận khi lên xuống cầu thang hoặc tham gia các hoạt động vận động mạnh để tránh bị gãy xương. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể thì phải ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, đi ngủ sớm và dậy sớm, khám định kỳ sức khỏe. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập luyện thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về sao hạn của tuổi Canh Tuất năm 1970 nam mạng trong năm 2021 để giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vận hạn năm 2021 của tuổi Canh Tuất năm 1970 nam mạng.
Trong năm 2021, nam mạng tuổi Canh Tuất sẽ gặp phải hạn địa võng, chủ về buồn bã, cô độc. Các tuổi gặp hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tính xấu. Trong năm, bản mệnh cần đặc biệt tránh đi đêm, về hôm. Khi gặp hạn địa võng, bạn cần kiêng kỵ điều dữ, làm theo điều lành. Như là, về kinh tế, bạn cần làm ăn minh bạch, không ham đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng sẽ tránh được lao lý, tiền mất, tật mang. Còn về đời sống thì mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời. Khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp mọi việc ổn thỏa, khó khăn sẽ lần lượt qua đi. Đồng thời, mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Canh Tuất năm 1970 nam mạng. Trong năm 2021 sắp tới, tuổi Canh Tuất nam mạng sẽ phạm phải sao Kế Đô. Sao Kế Đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao Kế Đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh Kế Đô chủ về mệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thường tật bất ngờ. Nhìn chung, sao Kế Đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, gia đạo bất an, phát sinh tang sự phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sau này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà sẽ gặp tai ương bị nữ giới hại. Kế Đô tỏa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Canh Tuất nam mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video lần sau.